Chào mừng các bạn đến với Brand Work Group Việt Nam Channel. Bánh tầm cây hương vị đất mũi Cà Mau. Bánh tầm cây là món ăn đường phố. Bánh tầm cây chủ yếu bán di động hoặc trên vỉa hè dưới mái hiên nhà. Có nhiều kiểu chế biến, nhiều hương vị nhưng người Cà Mau vẫn thích nhất kiểu bánh tầm cây cà ri gà với xíu mại. Vị cay nóng của cà ri với vị ngọt béo, bùi của xíu mại kết hợp với sợi bánh tầm thơm. Bột cà ri thì phải có đầy đủ thành phần, đinh hương, đại hồi, bột nghệ, quế chi, hạt mùi khô và ớt khô. Có bột đúng tiêu chuẩn mới đem nấu cùng gà làm sạch để có sốt cà ri gà ngon. Xíu mại cần loại thịt lợn ngon có cả nạc lẫn mỡ, dày dặn gia vị vừa tay để khi kết hợp với nước sốt cà ri vẫn thấy được vị của xíu mại. Bánh tầm cây cà ri với lớp sốt cà ri sền sệt, màu vàng au, tràn mặt bánh và bày thêm thịt gà, mề gà hay huyết gà. Bánh tầm cây xíu mại sẽ bày 2-3 cục xíu mại tròn quay nóng hổi lên trên để khách thưởng thức. Một chiếc nồi to sôi sùng sục trên bếp than hồng, có khách người bán sẽ vớt từ trong đó những sợi bánh tầm cây đục béo mẩm cho vào chiếc dĩa trắng tinh. Và không quên gửi kèm đĩa rau sống với giá tươi, húng quế và chén muối tiêu chanh để ăn kèm. Vị chủ đạo sẽ là cây, cây nồng, cây xé nhưng không át lẫn vị béo, vị chua ngọt của các thành phần khác. Cây tóc mồ hôi, ngọt thẳm xương, chua thanh, mặn đạm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.